Sáng nay, các đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị thành phố Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc với bà con cử tri ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại đây, bà con cũng kiến nghị Quốc hội xem xét giải quyết các vấn đề như tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các ngành chức năng để nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến nay vẫn còn một số hạn chế và còn chậm nhất là cập nhật số định danh cá nhân của trẻ em khi đăng ký khai sinh dữ liệu bộ tư pháp chưa đồng bộ với dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư khi công dân thay đổi cải chính hộ tịch đăng ký khai tử